Một vụ ngộ độc nghi là ngộ độc rượu tập thể vừa xảy ra tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Khi một gia đình ở xã Trọng Quan đã đi mua rượu nấu thủ công bán trôi nổi ngoài chợ để uống và khiến cho 7 người bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 2 người bị ngộ độc nặng. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân uống rượu tại một gia đình trong thôn. Khi gia đình này tổ chức liên hoan nhân dịp con gái về nhà mới. Trước đó, người thân trong gia đình có đi mua rượu ngoài chợ, loại rượu được nấu thủ công, không nhãn mác, về đổ vào bình ngâm với táo mèo. Khi bữa ăn vừa diễn ra được khoảng 15 phút thì xảy ra sự cố. Hai người uống rượu có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sau đó gục ngay tại bàn. Không lâu sau, 5 người khác cũng có biểu hiện tương tự. Ngay lập tức, những bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi thăm khám, xác định các bệnh nhân không phải ngộ độc methanol. Ngoài 2 bệnh nhân ngộ độc nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện tại 3 trong số 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh, sức khỏe cũng đã ổn định, tự ăn uống và đi lại bình thường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã lưu mẫu bệnh phẩm theo quy định để tìm nguyên nhân chính xác của vụ ngộ độc.